Xin chào toàn thể quý cô bác và anh chị, tiếp tục quay trở lại với video tiếp theo của An Ông. Hôm nay An Ông lại tiếp tục lên nhà em cái để giúp em cái xử lý chỗ này nhé. Quay đây. Đây chỗ này gãy rồi, em cái cũng buộc tạm nhưng mà cũng mưa nó cũng bị hắc vào. Nên là An Ông sẽ lấy cái tấm bạt táp đây. Táp đây nhà kia để nước nó chảy xuống dưới các bác nhé. Giờ chưa? Nhờ. Ông sát tổng. Chị ạ. Rồi, cái tôi đã đóng đinh đấy. Tìm nó mua lên vẫn còn. Em bên kia có sáng không? Ừ. Đóng vào mấy cái tấm dép rách này thì nó mới giữ được. Nhà mọt hết rồi. Sắp dụng hết rồi. Nào về đây giữ đây đã. Giờ chưa? Dạ. Ở đây mà. Cô thế này có o luôn. Cô lấy chỉ bao. Cô lấy chỉ hạt quân. Nhà đây đông người, tí nữa con sập cái nhà xuống thì đúng là xui rồi, hỏng hết. Cái kéo ở đây, đóng ở đây xuống xem nếu nó sẽ không xuống. Đấy, o đi tu ơ công ơ. Xem nó cứ đến đâu thì đóng lên đấy. Đến không? Đến đấy. Đến cái cây đấy không? Chào chị sao? Chào rồi. Chào... Chào nào? Ừ. Năng là bảo lấy một cái cây đi. Lấy một cái cây nẹp ở chỗ này. À nẹp nó lại. Nẹp đây lại mưa lại không trôi. Đấy. Cũng đóng ba cái đinh như cái này. Như trên này. Ừ. Ba bốn cái đấy. Đóng vào để nước nó không vào mà. Cái buồng của em buộc cô dâu. Hôm nay cũng nắng được bác ạ, hôm nay lên nắng rồi. Mùa nọ mới là mưa mấy hôm đi bộ mệt. Ba cái rồi. Sát tọc. Thế rồi. Oli dùng gì dùng? Dùng nè. Đi ra kia đi. Lùi lên. Ôi, tẩu lỗ chưa? Sát tẩu đi đây, lòng. Lò thì tẩu lì không? Lắp căng mà lư hả tử?
Vừa vừa nhỏ. Ui giời, sợ phát thì đúng là thôi rồi. Sợ phát thì hỏng rồi. Đóng này nó căng căng. Căng nào thì nó mới. Đây đóng giữa trước đây. Đóng rồi. Đóng giữa trước rồi. Đóng giữa trước nó căng rồi. Chưa? Chưa? Cái này là chỗ ngủ nên là phải làm cho nó tốt một tí để cho em nó còn ngủ ngon 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 giấc. Rồi được rồi, xuống dưới kéo lại đi đóng ở dưới tiếp, nếu mà không kéo được thì táp về đây. Không như này được cũng đã khỏi rồi, nhưng mà nếu mà gió to là nó sẽ bị lại bị rách tiếp. Bây giờ được phải kéo. Bây giờ xuống dưới đóng. Đóng tiếp ở dưới. Mù. Ra lúc tao mù. Ôi giời. Tôm cái đinh này đi. Đinh đâu? Đi. Cái dép hỏng nó nhà con nhỉ? Ở đây hết, vứt ở đây rồi phải không? Có. Nên bảo. Này, nó đóng chuyện gì đây? Ủa. Xin chào ô. Lọ. Đi lấy cái gì về để giấm đi. Không, cái này vẫn phải đóng cẩn thận vào. Kéo cái này thôi. Đóng cẩn thận vào thì kéo hay buộc hay là như nào? Ừ. Không, nếu mà đóng được thì cứ đóng lại nha. Thì nó có. Buộc cái này, buộc kia. Xin xác ạ. Bạn chỉ cho lên thì bạn để cho bên trong trường địa bản. Ừ. Được mà. Do lần đã. Không phải kinh mà, chó rồi quẩy rồi đó. Đây là cái tí nữa là cắt bạt để táp à. Không thì cứ mưa gió là nó sẽ tạt vào đây. Tranh thủ là mấy hôm nay nắng lại giúp em làm cho nó cẩn thận. Để nó đỡ. Ồ. Đây cho tù mùa. Rất to luôn. Ghen lộ thì có. Ghen lộ không? Cái cột sắp ghế thật rồi các bạn ạ. Sắp đi thật rồi. Đừng ghế nhưng mà... Đừng... Lột thế nên tạo ghế em đại ư. Lột kìa nó. Cột này một tí gió về nữa là thôi hỏng hết. Đổ luôn, đây. Ấy. Ấy giờ một tia lơ. Sao mà lê. Cột sắp đi thật rồi. Không biết ngày nào sập các bác ạ. Rất sợ. Đúng ở trên đầu ngủ nữa, không biết là làm như nào đây. Chống nằm cái chống ở đây, chống ở trên ngọn kia. Ừ, lột chúng khẩu phải đi. Chúng khẩu lò lơ. Tí làm một cái cây từ chống từ đây, chống từ cái xà này lên đến trên ngọn kia để nó giữ. Con là sập lúc nào không biết đâu. Gió tôi sập đấy. Anh ông sẽ làm cái cột để chống
chỗ cái gãy lúc nãy chỉ các bác ạ. Xong thì sợ nó sập mà lúc nào thì nguy hiểm. Làm chống tạm ở đấy thử xem nào. Ở đấy lên đây chống tạm đã, không thì cái cột này mà gãy là coi như cái nhà này đi một nửa luôn. Đây, tí đóng đinh vào. Cho thợ cả làm các bác ạ. Người ta làm mà quen rồi nên là người ta biết. Bao gì bao? Bao. Tết chùa này dùng tối với hồ. Dày đấy. Này nhìn rất là sáng sủa các bác ạ. Đấy. Có chuyện đa đây là? Đa, nay có đa. Ồ. Không chống thì rất là sợ bị sập nên là cứ chống tạm ngày nào ngày đấy các bác ạ. Không nó có sập một cái này nữa thì không có chỗ mà chui ra chui vào luôn, nên là cứ khắc phục được bao nhiêu thì anh ông sẽ giúp em cái để khắc phục, trước mắt là như vậy. Được được được, đinh đinh năm hay sao ấy. Người làm thường xuyên nên là làm rất là biết làm, biết cách làm, biết làm khéo tay các bác ạ. Cây cầm, cái này là cầm cầm nhá. Ô như nó là như nó mà ú chỉ xích sâu hủ nè. Cần máy một tí nữa. Từ từ làm lại, chặt chặt thêm bớt cái này cho nó vát một tí nữa. Xỉ xem nào. À, như này mà hủ lo. Như này chín sen đo lỏ luôn. Có tí nó còn gáy bên kia để ăn cứt.
nhớ ý lúa lo cho tu ngọ nhớ ý lúa đinh ngọ bao nhiêu bao bao thì nên hai đứa chạ đinh lúa chín chín à chín bao lúa chín chín là đinh nè mới do lốt thang đó. Trống ở đây cái cột này gãy rồi, gãy 100% rồi. Ở trên còn đóng nhỉ anh nhỉ? Đóng sợ tí gãy cột luôn à? Không đóng đâu. Nó không trôi đâu mà. Chờ em xem nữa. Gió mạnh thế này cứ bộ cái nó an toàn đấy. Chắc không cần đâu anh ạ, đóng một cái đinh ở đây. Đinh không tới. Buộc cái kê này lại, đi buộc cái này. Buộc cái đây á? Đấy. Ôi giờ chắc chết ạ. Tu néo tạm vào để đỡ sợ sập cái này tránh hết tránh hết. Buộc như này à? Để cho cái này nó đỡ rung phải không? Đây á? Buộc này như này á? Được không? Cột này là gãy 100%, không thể là không gãy à. Nên là bây giờ phải làm cái trụ này để nó đỡ. Này gọi là buộc để đỡ xê dịch cái cây này thôi phải không? Yeah. Ông sẽ cắt cái tấm bạt này để che quanh kia. Để che cái chỗ trên sát tấm lập nhá, sát mái. Còn ở dưới chỗ cũ, chỗ cái bật này để nọ để quê ở kia thì tí anh ông sẽ quê cái bật cũ anh ông xin được về quê tạm ở đấy. Này cho lên trên đỡ phải mưa hắt vào. Mưa chắc chết ạ. Chắc chị lấy nó bôi có tuần chạy
nay ta cũng cắt bật cây bật cũ kia. Bật cũ để nó rộng nó táp như này này. Bật cũ để nó táp ở dưới này. Nhớ để tưới tầm à. Mùa do tu hao lọ. Tu. Chỉ khí, chỉ khí, chỉ khí. Tanh nặng. Cái cây này sắp rễ đến nơi rồi. Dùng ô, tổ cây ô. Cho chị tao. Cho con nghe chị tao. Chị cho một chữ lưu. Nhưng mà chị lùng cao chị nhẹ co. Chữ lưu to co. Bao gì bao? Hả? Tao lắm, tao lắm. Ai à, dùng dùng luôn. Ô, đóng tạm thế thôi. Cái sàn này dùng á. Cái bên này cũng do là thiếu bạt nên là hôm nay anh ông đi xin được cái bạt cũ về để quây tạm vào cô bác nhé. Quây tạm vào cho gió đỡ vào bên trong nhà. Đóng đánh anh kéo lên trong đóng ở trên kia. Chỗ này cắt đi, cắt một phát kéo lên đóng để nó bằng kia lên đi sang bên kia. Cho nó đẹp. Kéo căng căng xong mới đóng. Không tí ở dưới còn thừa mình lại cắt ra anh ạ. Cắt ra để táp vào đâu thì táp. À, hôm nọ mưa đây thì anh ông lên nhìn những cái thứ này. Cái hôm nay anh ông che lên. Táp lên. Thế thì mưa nó hắt. Hắt từ đấy. Từ chỗ cái khe hở đấy vào trong nhà ướt hết các bác ạ. Nên là hôm nay anh ông nắng anh ông lên tranh thủ để táp mấy nữa. Lại mưa thì đỡ khổ cho em nó. Còn cái cánh cửa này, còn cánh cửa này không biết làm tí táp kiểu gì, cũng phải táp. Táp vào để cho đỡ gió vào, đóng cửa vào, đỡ gió vào nhà. Không thì gió vào nhà rất là lạnh. Kể cả đóng cái cánh cửa này thì không thể nào mà chắn được gió rồi. Còn thừa thì cắt ra anh ạ. Tí cái dưới này còn thừa thì cắt ra. Xong là đóng lấy đinh với đóng ở đây nó kín ở đây đi. Đóng một phát ở bên này xong mới kéo sang bên kia còn thừa thì mình cắt ra tí táp ở đâu thì táp. Mấy hôm nay lên rất là gọn các bác ạ. Anh ông cũng đang quay xong ở cái nhà anh ông lại kiểm tra đổ tiếp. Đồi nồi mới ấm này vẫn chỉ dùng ở cái ấm mới này. Bát to đâu, bát to nhá tự à đây bát đũa vẫn còn nguyên. Đây là nước mắm mì tôm thùng đồ
No, các cô gửi còn rất là nhiều mì chính rồi các kiểu. À, cả buổi sáng thì lên làm quê được cái nhà cho em cái rồi. À, anh ông xin tiếp tục cập nhật cái số tiền mà quý của bác gửi cho còn ở trong quỹ nhé. Một là cô giấu tên ở Quảng Ninh là 300 để xây nhà này. Hai là cô Dương Hồng Ân còn 100 đô đợt đầu là còn dư 152.000. Đợt 2 cũng 100 đô thì còn dư 556.000. Còn của cô Thiên Dung bên Úc thì còn dư 230. Cô Hoàng Thị Thông ở Cần Thơ 500 vẫn còn chưa dùng đến. Cô Lê Thị Cho ấp Tân Thành, thành phố Cần Thơ 500 vẫn còn chưa dùng đến. Cô Oanh thành phố Long Xuyên An Giang 500.000 vẫn còn chưa dùng đến. Cô Phạm Việt Yên 300.000 làm để quỹ xây nhà. Cô Thiên Dung Úc là 1 triệu để mua bò vẫn đang để trong quỹ nhé. Anh Triển Sport Tháp 10 Đồng Tháp 400.000 quỹ xây nhà nhé các bác nhé. Vẫn đang ở trong quỹ. Cái tiền xây nhà ấy thì các cô cũng gửi cho là một là cô Thiên Dung 1 triệu. Hai là cô ở Quảng Ninh, cô giấu tên ở Quảng Ninh 300 là 1 triệu 3. Ba là cô Phạm Việt Yên 300.000. Bốn, anh Triển Sport Tháp 10 Đồng Tháp 400.000 để vào quỹ xây nhà nhé. Đây là tổng là 2 triệu tiền xây nhà. Còn tiền dư còn lại, cái tiền tiền để quỹ để mua thực phẩm cho em cái, nhu yếu phẩm cho em cái thì còn 1 triệu rưỡi. Còn cái tiền xây nhà thì là 2 triệu. À, quên chưa cộng cả 1.500.000 rồi, cộng cả cô 1.500.000, cộng cả 200, cộng cả cái tiền dư 230 của cô nữa, 230 này cộng 556 cộng 152. À, số tiền dư ở trong quỹ hiện tại là còn 2.438.000 nhé quý cô bác nhé, cộng cả tiền dư của cô Dung với lại cô Ân là còn dư là 2.438.000. Tổng cả tiền xây nhà này, tiền bò nữa, xây nhà là 2 triệu là 4.438.000 cộng 1 triệu tiền xây nhà nữa là 5.438.000. Là còn đang ở trong quỹ anh ông đang giữ nhé các bác nhé. Cũng rất là mong muốn quý của bác lại tiếp tục đồng hành và chia sẻ tấm lòng vàng cho em cái để em cái có cái nhà chui ra chui vào. Hiện tại thì cũng nhà cột cũng sắp gãy rồi, sắp đổ rồi các bác ạ. Rất mong các bác là giúp anh ông chia sẻ cái video để đến tất cả các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm biết đến em cái để giúp em cái, để cứu mang em cái có cái căn nhà ở quý cô bác nhé. Video của anh ông xin khép lại ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý cô bác video sau.